ủa tôi hỏi chân dịch ra. Chân chút nam sao kìa. Vô chưa? Bắt con coi coi mẹ. Quá cho nhiều rồi. Đó, cái đó mình hư ha. Rồi. Nè ta. Đưa này rửa bắt hai ba con gì đi. Dạ. Hai con được rồi. Ủa cá lóc cá chê luôn, có lưng cá chê nữa. Hư rụng sao? Ôi nó muốn hư đó quên. Mốt cắt lúa ha. Mốt cắt quỳnh. Cô út trời vẫn mưa đấy ha. Chuyện là mưa cái ngon. Cho lúa ướt bán nhiều xíu. Nặng lúa lại. Nhẹ quá. Qua của ông dự tư nhiêu 800 hết ta. À 800, ổng tới 100 công rồi. Ngày 6 mấy à? Ừ, cha tắm. Sáu mấy chứ tám mấy gì? Sáu mẫu, bảy mẫu. Cảm ơn. Thủy. Vô gốc mía ăn phút. Mình đang đốt lửa bằng cá, gốc cho mía ăn. Nó nóng ở cái này gió để lên đi ngoại kêu con lấy đồ hào để mặn nó bệnh nó mới bệnh đó. Lại lấy cá hào. Lấy ra đi.
Còn cái tay nữa. Chút chắc là sao? Chó mèo. Được không? Hay sao? Không gần. Con hả? Trong vườn ăn cơm á. Thằng này chích cá không trời. Đường này màu khét. Nó gần chín phần đó. Chín này ừ. Đụng ngay tới cái đường cho tao mày. Sao mà né kẹp, cổ không né kẹp, tao né đâu kẹp. Mà chạy sợ nhất là bám vô đít gần thằng trước theo gà né cho mình thứ ngay à. Đó. Đó, hôm bữa thằng nào kia chơi với con ngày đợt Tết về đó là chơi 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 lên. Tự nhiên ông thuốc ép vậy mày. Thôi già dạ, uống dở không. Con người đang uống thuốc men gan vậy. Chính rồi. Cái này đó. Đồ mày tao kiếm con gắn con mía mình nướng đi. Đâu có. Cái kêu.
chỉnh nữa.